Vâng thưa quý vị, hiện nay không ít người dân có nhu cầu mua nhà đất đã ký hợp đồng với bên bán hay môi giới về chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất. Vậy hợp đồng chuyển nhượng về giá trị quyền sử dụng đất có khác gì so với hợp đồng thông thường và người dân cần lưu ý gì khi ký kết loại hợp đồng này? Và để tìm hiểu thông tin luật pháp về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trong tiểu mục Q&A sau đây. Thưa luật sư, là giá trị về quyền sử dụng đất là gì và khác gì so với các hợp đồng quyền sử dụng đất thông thường? Là một cái loại hợp đồng mới, có thể ai đó mới sáng tạo ra. Chứ còn thì dưới góc độ pháp lý thì về mặt lý luận, đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và nhà nước trao quyền sử dụng đất cho các cái tổ chức cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Và luật dân sự thì cũng quy định là quyền sử dụng đất là tài sản và người sử dụng đất được quyền chuyển quyền sử dụng đất. Và một cái nguyên tắc là nếu đất sử dụng có thời hạn thì được quyền chuyển quyền sử dụng đất trong thời hạn sử dụng của mình. Đấy, và với ví dụ đất nông nghiệp chẳng hạn, hoặc là đất dự án được nhà nước giao có thời hạn chẳng hạn, thì cái chủ sử dụng đấy được quyền chuyển trong cái thời hạn đó theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, thưa luật sư, là trong thực tế thì không ít trường hợp người dân đã ký các hợp đồng giá trị quyền sử dụng đất, tuy nhiên không quy định rõ cụ thể là bao nhiêu năm sử dụng đất. Vậy thưa luật sư, là trong trường hợp này thì người dân cần làm gì? Nếu trong trường hợp mà hợp đồng có yếu tố là gian dối, có yếu tố là giả mạo hoặc có nội dung khó hiểu thì pháp luật quy định là giải thích hợp đồng theo cái quy định chung, nguyên tắc chung. Còn nếu giải thích đó dẫn đến việc hiểu lầm thì cái bên mua tài sản đó có quyền được yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn. Đấy. Còn ví dụ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc là chuyển quyền sở hữu nhà ở thì phải có thời hạn. Nếu thời hạn có thể lâu dài hoặc là 50 năm hoặc bao nhiêu năm đó. Còn nếu mà vì né cái 50 năm hoặc là có thời hạn như thế mà bằng một cái thuật ngữ nào đó để dẫn đến cái người mua hiểu lầm thì cái người mua đó có quyền đề nghị thống nhất cái việc giải thích hợp đồng. Và nếu giải thích hợp đồng dẫn đến gây nhầm lẫn thì người mua được quyền khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã tiếp thu chỉnh lý một số nội dung của dự thảo nghị định, gồm chỉnh sửa bổ sung quy định tại Điều 18 theo hướng mở rộng đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là toàn bộ hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận lần đầu, người nhận thừa kế theo quy định của pháp luật và nghiên cứu quy định bổ sung, thời hạn áp dụng chính sách này, bổ sung quy định nhằm ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, sửa quy định tại Điều 21 của dự thảo nghị định nhằm quy định bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được nộp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động. Điều này tránh được việc người sử dụng đất nộp nhiều thủ tục đăng ký biến động ở nhiều nơi khác nhau. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về việc xử lý 712 dự án bỏ hoang vốn ngoài ngân sách, sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai. Kết quả chỉ rõ 705 dự án, chiếm 99% tổng số 712 dự án, có tổng diện tích 11.345 ha, đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng 7 dự án với tổng diện tích 88,5 ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục rà soát để đề xuất phương án xử lý. Theo thống kê mới nhất của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, mới đây có tới hơn 200 dự án tương đương với 62.000 căn hộ tại Hà Nội gặp vướng mắc do sai phạm về quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, nghĩa vụ tài chính. Nhiều dự án dù chưa khắc phục được các sai phạm nhưng vẫn cho người dân vào ở. Và chính người dân, chủ căn hộ lại là những người chịu thiệt thòi, chưa được cấp sổ hồng khi lỗi thuộc về chủ đầu tư. Căn hộ này được gia đình anh Phong mua lại từ năm 2011 với đầy đủ giấy tờ pháp lý. Tuy nhiên gia đình anh vẫn chưa được cấp sổ hồng do chủ đầu tư vi phạm từ trước đó.
Điều này khiến gia đình anh gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn làm ăn. Thậm chí các con anh không được ưu tiên học các trường công lập trên địa bàn do không đủ điều kiện đăng ký hộ khẩu thường trú. Vì là không được cấp sổ hồng, cho nên là chúng tôi không được chuyển hộ khẩu ở đây. Phải xin đăng ký tạm vắng tạm trú. Mà hiện nay chúng tôi đang rất là loay hoay là không biết là xin vào các trường công lập bằng cách gì. Dự án chung cư G4, Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Hà Nội, HCCI, làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh quy mô từ 9 tầng lên thành 12 tầng. Việc điều chỉnh này dẫn đến thay đổi thiết kế so với phê duyệt ban đầu, nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh. Hệ quả có tới 99 trên 132 hộ dân tại đây vẫn chưa được cấp sổ hồng. Một công trình xây dựng như thế này, muốn xây dựng thì phải có cấp phép xây dựng, thì phải có cơ quan quản lý. Hay là trong quá trình xây dựng thì cơ quan quản lý về xây dựng anh phải theo dõi như thế nào. Nếu có dấu hiệu gì anh có thể tạm dừng. Nhưng cái này là không xảy ra để khi bắt đầu là hoàn thiện xong để bàn giao căn hộ rồi đầy đủ hết các thứ. 2019, chỉ thấy là 11 năm lại tác động để dừng, có thể là gây rất bức xúc cho cư dân. Theo các luật sư, Nghị định 91 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nêu rõ, nếu chủ đầu tư nhà chung cư chậm làm sổ hồng cho cư dân, có thể bị phạt lên tới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, số lượng chủ đầu tư bị phạt vẫn rất ít và người dân vẫn phải tự đấu tranh, biểu tình, gửi thư khiếu nại đến các cấp chính quyền để đòi quyền lợi chính đáng của mình được cấp sổ hồng. Cái đầu tiên là người dân phải tìm đến chủ đầu tư và cùng nhau xem xét là chủ đầu tư đang gặp những cái, tức là chủ đầu tư đang có những vướng mắc gì và ở đâu, và yêu cầu chủ đầu tư phải tháo gỡ những cái khó khăn, những cái vướng mắc mà chủ đầu tư đang gặp phải. Khi không có sổ này thì người dân không được thực hiện đầy đủ các quyền. Đó, tâm lý của họ thì họ vẫn là khi đó thì họ mới chỉ có cái hợp đồng với chủ đầu tư. Trong khoa học pháp lý thì người ta gọi là trái quyền, tức là cái quyền mà do chủ đầu tư bảo đảm thực hiện. Thì họ luôn lo sợ là ví dụ chủ tư một ngày mà chủ tư bị giải thể phá sản thì sao, thì cái quyền của họ sẽ chấm dứt. Hiện nay tại Hà Nội còn hàng chục ngàn căn hộ chưa được cấp sổ hồng, trong đó nhiều dự án chủ đầu tư đã thế chấp chứng nhận quyền sử dụng đất, và hệ quả là những người mua nhà sẽ rơi vào tình trạng 3-0: không được cấp sổ, không đảm bảo an toàn về chỗ ở, và người mua nhà không có quyền đầy đủ với căn hộ đã mua. Thưa quý vị, hơn 20 năm, ô đất C4 thuộc dự án khu đô thị mới Yên Hòa ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy vẫn chưa được triển khai. Và từ nhiều năm nay, tại ô đất này mọc lên hàng chục lán nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, ga, phế liệu, đồ gỗ nằm xen lẫn khu nhà trọ, nguy cơ cháy nổ rất cao. Ô đất C4 có diện tích 3.960m2 thuộc dự án khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hiện đang có hơn 30 phòng trọ tạm bợ, được cho thuê với giá từ 1 triệu đồng một tháng đến 3 triệu đồng một tháng tùy diện tích. Ở đây không có nước máy, chỉ dùng nước giếng khoan. Bên cạnh dãy trọ còn có hai đại lý thu gom phế liệu, cơ sở sửa chữa xe máy, đổ gỗ. Theo tìm hiểu của phóng viên VTC, ô đất này vốn được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn cầu để đầu tư xây dựng cụm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo quyết định số 6845 ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2004. Tuy nhiên, theo thông báo số 116 của Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, hiện ô đất C4 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội quản lý và giao cho các xí nghiệp thuộc công ty sử dụng và chưa bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội, chủ đầu tư cấp 1 và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn cầu, dẫn đến hàng loạt các vi phạm về trật tự xây dựng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa cho biết, trước những vấn đề tồn tại trên ô đất C4, đơn vị đã nhiều lần ra thông báo yêu cầu 3 công ty trên có biện pháp quản lý, bảo vệ, chống lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Thế nhưng đến nay, vấn đề giải phóng mặt bằng, xử lý các công trình sai phạm vẫn chưa được giải quyết triệt để, dù hiện trạng trên đã kéo dài nhiều năm qua. Cơ quan này sẽ tiếp tục mời các đơn vị chủ đầu tư liên quan lên làm việc với các đơn vị phòng ban của quận, kiểm tra báo cáo về hiện trạng tại dự án và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các bước để thực hiện dự án theo quy định. Nếu trong trường hợp chủ đầu tư không chấp hành, sẽ tiếp tục có văn bản báo cáo quận để quận có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên sóng VTC1.